Rồi, chào cô chú anh chị nha. Em có vừa về một con xe đạp tay công, xe đạp thể thao. Thì mình nghĩ kỹ mình mua nha. Hàng của em là bán hàng bãi Nhật đã qua sử dụng, đi bãi về nha. Thì mình thấy con nào đẹp thì mình lấy về chia sẻ cho mọi người thôi. Cô cũng không phải là chuyên môn của mình, có sao mình nói thiệt như vậy. Con này là hiệu là Canover. Canover, dòng này gọi là Canover Not gì đó mùa. Mà em thấy nó còn khá là đẹp mùa. Trắng màu trắng đen rất là kiểu như nó, mình nhìn nó rất là sang đó, và nó mới. Thì đi xe tất nhiên phải giữ rồi, không giữ làm sao nó mới được. Bánh lớp cũng Canover hết nha mùa. Canover chin hết nha. Canover thì tất nhiên nó sẽ có một vài vết trầy cho, tại mình chắc công trainer đi về thì tất nhiên nó phải đó, trầy rồi mọi người. Chắc xe rất là ngon nha. Chỗ này để gắn bình nước tay công này, cái thánh của nó, cái khó xe của nó. Mình muốn dùng cái khó này thì về mình ra cái chỗ cái tiệm phá khó đó, mình bảo người ta phá giùm. Cái này do tích lớp thì em thấy nó còn gai luôn, như mới tinh luôn. Shimano thuộc cái ấy, là khung này là của Shimano luôn mọi người. Shimano nó sản xuất cho Canover, hãng xe Canover này là nó 7 dĩa nha. Này 3 lít. Này là chưa dọn nha. Anh em nào cần thì Shimano này, của đề Shimano. Anh em nào cần thì liên hệ nha. Cái mấy cái bọc xốp này là của cái dòng này là, thì mình về mình mua cái bọc khác nha. Này nó chày, không phải là chày mà là nó, cái bọc xốp này nó hư rồi. Mà cái dòng này thì phải hiểu nha, phải biết nha. Giá cả thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em nha. Yên của Canover luôn. Yên Canover luôn.